Xin chào anh chị, trước mặt anh chị là tuyến số 3 anh chị ha. Hôm nay tuyến số 3 người ta đang làm cây cầu đấy, xe tải rồi máy múc rồi người ta đang thi công này anh chị ha. Chở sắt thép đến người ta thi công cây cầu đó. Hướng này mình vào khu công nghiệp BKMX Đồng Phú anh chị nhé. Từ đây vào đó khoảng chừng cây rưỡi 2 cây số, gần lắm anh chị ha. Đó. Còn rồi quay ra đây thì mình ra DT41 ra trung tâm hành chính huyện này, ra cụm công nghiệp Tân Tiến 1, Tân Tiến 2. À, đây là tuyến số 3 anh chị ha. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh chị 5 nền đất nằm trên mặt tuyến số 3 này luôn. Bây giờ tôi cùng anh chị ra. Tuyến số 3 hôm nay người ta làm rất là khẩn trương. Người ta đang hạ cống này, hạ cống thoát nước rồi kìa. Mấy nền anh? 5 nền không? 5 nền này anh chị. 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5 này. Đó. 1 2 3 4 5. À, cái cọc này phải không? 1 2 3 4 à, từ cọc này phải không? À ngoài này không phải đúng không? Bắt đầu từ đây này anh chị. Ngang 5, sâu 40 hả? Hơn 40 tí. Ngang 5 này, sâu vào vườn cao su đó là hơn 40. À. Thổ cư 100 265 hả? 265 triệu 1 mét ngang. Tuyến số 3. À, anh chị thấy không? Đây. Đó, 1 2 3 4 4 5 đô. Ngang 5 sâu cho sâu 40 đi. Thổ cư 100 265 triệu trên 1 mét ngang. Đó, ha. Đây, hôm nay tuyến số 3 người ta đang làm rất là khẩn trương luôn anh chị ạ. Bây giờ tôi cùng anh chị lên đỉnh dốc đi. Đó. Giờ hướng này hướng ra thị trấn này. Xem nó chạy vội quá. Cái này đây cái này giao nhau xuyên tâm ở chỗ này này. Đó, đây sau này là ngã tư cực kỳ lớn luôn anh chị ha. Đó, xuyên tâm nó giao nhau chỗ số 3 ngay chỗ này luôn. Đó, anh chị thấy không? Tuyệt vời không ạ? Đó. Mẹ hạ cống này, hạ cống con nước à. Hạ cống xong là người ta lu đá nhá. Ngoài đầu tuyến người ta lu đá rồi, lu đá xong người ta chảy nhựa đóng thôi. Hôm nay máy móc người ta đang hạ cống này. Hạ cống này anh chị ha. Đó, rồi quay lại đây. Đó, đây này. Đó, nhìn thấy không? Đó, đi thẳng vào khu, anh chị thấy đẹp không ạ? Rồi, một lần nữa tôi nhắc lại nhé. Cái sản phẩm vừa anh chị xem á là có 5 nền đất nằm trên mặt tuyến số 3, ngang 5, sâu 40 đi, hơn 40 chút ạ. Giá bán là 265 triệu trên 1 mét ngang, sổ riêng hết anh chị nhé. Mặt tuyến số 3 vào khu nghiệp BKMX Đồng Phú. Thì mọi thông tin về cái sản phẩm này thì anh chị cứ liên hệ cho mình thông qua số điện thoại là 0918645130 hoặc 0271373 7968 anh chị ha. Ngoài ra anh chị cũng thể truy cập vào website của cvtland.com hoặc cho thuê nhà xưởng giá rẻ .com để tìm kiếm thêm những sản phẩm tốt nhất cho công ty, doanh nghiệp, cho cá nhân và gia đình mình anh chị ha. Một lần nữa cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ ấn chuông đăng ký kênh của CVT Land để nhận được những video mới, những sản phẩm mới từ CVT Land anh chị ha. Một lần nữa xin cảm ơn.